Diễm phúc cho ngôi đạo tràng và cũng như niềm hân hoan cho cộng đồng vùng Tam Ba ở đây là chúng ta được sự ưu ái, được sự từ bi của Thượng Tọa Thích Pháp Hòa. Ngài là viện chủ tu viện Trúc Lâm, thành phố Edmonton, nước Canada. Những gì em đang có mặt với đại chúng ở đây, hãy xin các vị cho một tràng pháo tay để cúng dường lên vị tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bái bạch hiện tiền chư tôn đức tăng, đặc biệt thầy trụ trì pháp viện Minh Đăng Quang thuộc thành phố Tampa, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Trước hết, chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn lên Thượng Tọa cùng quý Tôn Đức đã tạo duyên cho chúng con trong buổi tối hôm nay để chúng con đầy đủ duyên lành được về đây lễ Phật, thăm chùa, thăm quý Ngài và cũng như toàn thể đại chúng. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ 6, ngày 16 tháng 12 năm 2022. Chúng ta được gặp nhau tại Pháp viện Minh Đăng Quang thuộc thành phố Tampa, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Đại chúng có lạnh không? Nói thiệt đi. Lạnh phải không? Thôi ráng ngồi mà run. Run trong hạnh phúc nha. Từ đó mình sẽ biết rằng có những cái mối tình mà nó đau lắm mà mình vẫn thích mà. Thưa đại chúng, nhiều lần Pháp Hòa được nhận email cũng như những cái cú phone từ Pháp viện gọi qua Canada để có lời mời. Nhưng mà thật sự là chưa có thể sắp xếp được một chuyến đi. Thì lần này Pháp Hòa có thời gian là 10 ngày ở Florida. Và coi như là hôm nay đã là ngày thứ 8 rồi. Pháp Hòa còn 2 ngày nữa. Trả nợ áo cơm. Thưa đại chúng, tối hôm nay Pháp Hòa được về đây thăm đại chúng và nhìn thấy quý vị không quản ngại trời tối, nhất là hôm nay là lạnh nhất trong các ngày Pháp Hòa ở Florida. Và quý vị cũng không quản ngại cái giá lạnh này. Thật ra thì lạnh này là đối với quý vị là rất lạnh, Pháp Hòa nghĩ vậy đó. Tại vì ở xứ này là xứ ấm, mà hôm nay là lạnh như vậy. Nhưng mà không sao, đây là sự thử thách. Làm gì cũng phải có thử thách phải không? Có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui, không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc, không nghèo thương sao biết chuyện con người, không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Pháp Hòa lang thang Florida 10 ngày biết gió mưa hết rồi.
ngày hôm qua 10 giờ trước. Cuộc đời mình cũng vậy, phải có đi chỗ này chỗ kia thì mình mới biết ha. Thì thưa đại chúng, là trong một cái chuyến xe thì trên xe có đông người, thì khi chiếc xe mà đi qua một cái cua quẹo đó, thì người tài xế quẹo thì tất cả mọi người ngồi trên xe gần dần như là quẹo đi theo cái tuyến đường đó. Thì trong khi mà quẹo như vậy đó, thì có một người ở trong đó đã lợi dụng cái cua quẹo đó để chạm vào cái bốp của một người kế bên và ăn cắp đi một cái gói tiền ở trong đó. Và người lơ xe đã thấy được, người kiểm soát vé xe đó đã thấy được cái hành động đó. Nhưng mà anh im lặng một hồi thì anh lại lên tiếng: kính thưa quý vị hành khách trong xe, chỉ còn có mấy phút nữa thì chiếc xe này sẽ đi vào một cái tầng hầm tối, không có đèn. Nếu ai đã làm cái gì sai thì đây là cơ hội để quý vị phục thiện, không ai thấy đâu. Đừng vì tôi biết cuộc sống này khó khăn lắm, cuộc sống này khó khăn lắm, tiền bạc mình khó tìm lắm, nhưng mà đừng vì cái cuộc sống cần tiền đó mà mình làm những cái việc không đúng, để rồi mình phải ở tù. 2 năm tù cho một người, một cái tội ăn cắp, nó đâu có đáng. Ăn thì học, nhiều khi mình thấy cái bóp tay vậy chứ lấy ra người ta có 10 đồng à, nhưng mà mình vẫn mang cái tội. Nhiều khi mình thấy người ta cầm cái bóp mắc tiền có hiệu, giật đã đời về thì ra bóp giả. Có là nhiều khi thì cái anh mà xót vé đó, anh nói như vậy đó: chỉ còn có mấy phút nữa thôi thì chiếc xe này sẽ đi vào cái tầng hầm, chừng ấy quý vị có cơ hội để gửi trả lại cái bóp đó, không ai thấy mình làm gì sai. Và đừng vì một cái chuyện nhỏ nhặt đó mà mình phải bị vạch mặt và mất tù 2 năm, chuyện không đáng. Thì anh nói vừa dứt thì chiếc xe cũng đi xuống cái tầng hầm. Thì vừa đi qua hết một con đường hầm đó thì cái bóp đó đã đi vào lại trong cái giỏ của cái người kia. Cái câu chuyện đó nó nói lên được cái tấm lòng độ lượng của một con người. Thấy người ta làm sai nhưng không có hô toan lên để làm mất mặt người ta, vì mình muốn cho người ta một cơ hội phục thiện, mình muốn cho người ta một cơ hội cải hóa. Cải cái quá, quá là cái lỗi đó, cải quá để người ta tự tân. Quý vị có nghe câu đó không? Cải quá tự tân. Cải là đổi, cải là đổi, quá là lỗi. Cải quá, hãy mình đổi, mình sửa được cái lỗi mình thì tự mình sẽ làm mình mới đi. Chữ tân là mới. Ví dụ như nhà mới kêu tân gia, mới cưới kêu tân hôn, ở lâu kêu hết hồn. Thế thì ai cũng muốn, ai vỗ tay trước tôi nữa thấm. Mình sống là cái nhờ cái người đó có cái tâm độ lượng. Nhưng cái lòng độ lượng nó có được từ đâu nếu người đó không có cái tư duy sâu sắc? Thường thường con người mình thấy cái gì mà nó trật mắt ngang cái là mình làm gì? La làng lên liền, không biết đúng sai. Không cần biết cái đó đúng sai mà chỉ cần trật ý mình một cái thôi là mình la. Huống chi mình bắt gặp một người làm lỗi. Nếu người đó là một cái người làm lỗi đó mà không có quan hệ gì với mình á, là mình la thôi á. Còn nếu mà người nào mà mình đã không ưa rồi mà hôm nay Phật thương mình quá, cho mình bắt được lỗi họ, mình cảm ơn trên dữ lắm. Thường thường mình hay cảm ơn trên mấy vụ đó. Phật trời thương con, cho con bắt quả tang nó, chứ con ghim nó lâu lắm rồi. Thật nữ ra ở trển các bậc thánh là bị mình lôi xuống làm phàm hết.
tại cái cách sống của mình nó rất phàm, rồi mình cũng muốn các vị tôi cũng sống kiểu mình dễ, cái gì mà đậu xe vô mà không phải trả tiền nó Phật độ. Mà hắn mà đi chùa mà bị phạt thì nó Phật không linh lắm. Mới cúng 50 ra mất thành 30 tiền. Cho nên người làm sao mà họ có thể dừng được cái la làng đó? Họ có cái tư duy, họ có cái tư duy, họ có cái dừng lại để họ nhận định bây giờ mình muốn cải thiện người này mình phải làm gì. Cái cốt là cải thiện con người chứ không phải là bắt tội người ta. Đại chúng nhớ là thường con người chúng ta ai cũng có lỗi, nhưng mà con người lỗi đó là do cái gì nó làm mình lỗi? Do cái pháp nó làm mình lỗi hay tại mình có lỗi? Cái pháp nó làm cho mình có lỗi. Cho nên tại sao người ta mới tổ chức những cái cơ quan để mà người ta hướng dẫn cho mình sống đúng? Tại vì người ta muốn đem cái pháp thiện chuyển hóa cái pháp ác. Cái pháp thiện thì gọi là thiện pháp, ở trong kinh thường gọi là bạch pháp. Còn cái pháp ác gọi là hắc pháp, trong kinh gọi là pháp đen. Mai mốt quý vị đọc kinh quý vị thấy cái này là pháp trắng, cái này là pháp đen, thì quý vị nhớ là Phật không biểu dạy mình chơi đen đỏ, mà Phật nói pháp trắng nghĩa là những cái điều lành, những cái pháp đen là thuộc điều xấu. Cho nên mình trong Phật pháp chúng ta muốn đem chuyển pháp. Chuyển pháp là làm gì? Đem cái pháp thiện chuyển hóa cái pháp xấu, gọi là chuyển pháp. Ở đây quý vị nào có thấy cái tượng Phật chuyển pháp luân chưa? Khi mà Đức Phật chuyển pháp luân á, là Đức Phật bắt cái ấn này nè, rồi bên này có một cái ấn nữa, Phật cầm. Nghĩa là pháp này, đây là cái đời, đây là cái đạo, nhưng mà nó không có thể rời. Phật pháp bất ly thế gian, cho nên quan trọng là mình biết chuyển nó. Giống như một cái bàn mà nó mình mua về mà lỡ, hay là của mình mà nó lỡ, bây giờ nó mòn hết chân, nó hơi khập khỉnh một chút, bây giờ mình dùng cái bàn hay là mình kiếm đồ mình chêm cho nó bằng, chêm cho nó bằng. Mình nấu ăn á mà nó thiếu một chút muối, lại mình dùng cái nồi thức ăn đó chỉ cần thêm chút muối. Mình làm một cái điều gì mà mình thấy nó chưa hoàn hảo thì chúng ta lại muốn tìm cái gì dù chỉ một chút hoàn hảo nó. Quý cô mỗi buổi sáng làm cái này hoài mà quý cô quên trang điểm đó. Mình phải có cái kiến, mình nhìn kẻ cho nó ngay, lỡ mà nó ngắn cũng phải kéo xuống một chút nữa cho nó dài nhé. Đó là mình điểm đó, mình làm cho nó đẹp đó. Thì cuộc sống này nó cũng vậy thôi. Mình không có cái nhìn thì không thấy nó đúng sai, mà không có cái tư duy thì không biết làm sao sửa cái sai đúng. Cho nên chúng ta có một cái nhìn, có một cái tư duy, có một cái hành động. Phật giáo là không phải chỉ nói ở cuốn kinh, mà phải người đọc kinh. Bây giờ ví dụ như một bài kinh hay, mà nếu được cái giọng tụng hay, âm thanh mà tốt nữa thì nghe thấm không? Thấm lắm. Bài hát hay, lời hay, nhạc hay mà người hát dở mình không muốn nghe. Mà nếu được người hát hay mà âm thanh hay, tự nhiên mình sao? Thích liền. Nó phối hợp mà. Cho nên cuộc đời này tu Phật không phải chỉ là mấy cái chuyện mà chúng ta thường thấy, đó là hình thức, nhưng nó phải chuyển tải như thế nào để chúng ta ứng dụng được trong cuộc sống. Chúng ta gọi là thiền. Thiền không phải là ngồi trên bồ đoàn tọa cụ, mà thiền là đủ khả năng dừng lại trước khi mình hành động một sự việc, trước khi mình nói một sự việc, và mình đủ tư duy để làm sao cũng sẽ nói đây nhưng nói như thế nào, cũng sẽ hành động đây nhưng hành động như thế nào.
cho nên cái tâm độ lượng của một con người cần có để thành tựu tất cả. Một người cha thiếu độ lượng làm sao cảm hóa con? Một người chồng thiếu độ lượng làm sao cảm hóa vợ? Một người vợ thiếu độ lượng thì làm sao làm được một người mẹ hiền, một người vợ hiền? Người vợ mà vừa đảm đang, vừa nhẹ nhàng, người chồng thường gọi là hiền thê, có khi họ gọi là hiền nội. Và thưa đại chúng, hiền thê là để người ta gọi vợ người ta. Mình gặp vợ người ta mình không được gọi đó. Chữ nghĩa nó cũng phải vậy thôi. Nhưng người ta có thể giới thiệu, tôi xin giới thiệu anh, đây là hiền thê của tôi, đây là hiền nội của tôi. Hiền nội là gì? Một người đảm đang, hiền lành, lo bên trong nhà, khéo léo sắp xếp con trai, con gái, việc trong, việc ngoài, việc đối nội, đối ngoại, đi chợ, nấu ăn, tiếp khách, làm việc nhà, xử lý công việc bên trong rất tốt. Tại vì một cơ quan thì phải có xử lý ngoại vụ, xử lý nội vụ. Thì người chồng là người xử lý ngoại vụ, mà người vợ là nội vụ. Cho nên chúng ta thường gọi là hiền nội. Vợ là hiền nội, vợ là hiền thê, chồng là lương phu. Lương phu là gì? Một người chồng lương thiện, hiền lành. Một người lương phu. Còn nếu mà ngược lại, lương phu là gì phu nè? Ai nhớ không? À, em mấy vị kêu rồi nha, em không có kêu rồi. Em chỉ nhắc thôi ạ. Chữ nghĩa nó có opposite, đúng không? Nó có những cái antonym mà nó có những cái synonym. À, những cái nó đối lại mà có những cái nó tương đồng. Hễ mà dở thì có hay, tốt thì có xấu. Thanh là có thanh là sạch mà xú là dơ. Hay là tịnh là sạch mà uế là dơ. Cho nên một người lương phu và một người hiền thế, mà người mà sống mà mình có được một người lương phu là phước. Cho nên tại sao mình không thích làm lương phu, để mình làm cái kia vũ phu? Tại sao mình không làm một người hiền nổi, phải không? Là mình làm một cái người mà ta gọi thôi đi bà nội đó, là hơi mệt ha. Cho nên nếu muốn được có cái độ lượng đó, mình phải có cái tầm nhìn, có cái tư duy, có cái ăn nói. Tất cả những cái đó nó là gia vị để làm nên một con người độ lượng. Có một ông vua, thì trong lúc mà ông mở tiệc thì các bà hoàng phi ngồi dự tiệc hết. Thì trong lúc đó có một tên lính đứng đó là để ý một cái bà phi trong đó. Thì lúc đó trời tối, có một cái cơn gió lốc đi tới, cho nên tất cả ngọn đèn bị tắt hết. Thì có một tên lính đó, nó lợi dụng cái bóng tối đó, nó nhào tới, nó ôm bà hoàng phi kia, nó xổ cái áo bà ra. Thì bà la toáng lên, thì mọi người bắt đầu bật đèn lên. Thì khi mà ông vua thấy vợ mình bị xốc áo như vậy, không biết. Nhưng mà bây giờ nếu như mà mình la làng như vậy, mất mặt lắm. Ông ra lệnh là phải tất cả mọi người phải xổ áo tắt đèn. Cái tên để chi? Để tha cho cái tên tội nhân. Sau này triều đình có giặc giả đó, chính cái người lính đó đã cứu ông vua. Nó hy sinh, nó nhào vô nó cứu ông. Thì ông mới hỏi tại sao trong bao nhiêu người chạy trốn, khanh dám can đảm cứu trẫm. Quỳ xuống bẩm hoàng thượng, hạ thần chính là người sàm sỡ với ái phi của hoàng thượng. Nhưng hoàng thượng đã tạo cho hạ thần một cơ hội phục thiện mà không có chém đầu hạ thần, bằng cách là cứu vãn tình thế. Cái tâm lượng đó, cái đức hạnh đó, hạ thần chỉ biết trọn đời trung thành với hoàng thượng.
Cho nên trong cuộc sống, độ lượng, cái tâm độ lượng của một con người là cái tổng thể. Nhưng mà cái mà nó được cái tổng thể đó là nhờ cái tầm nhìn. Tầm nhìn phải xa. Ông Gia Cát Lượng đó, ông có nói một câu như thế này: viễn lự giả an, vô lự giả nguyên. Chữ lự là suy nghĩ. Người biết suy nghĩ, người biết suy nghĩ gọi là người biết lo xa là người sẽ được an. Người không biết lo lắng, đây là cái nguy hiểm. Ở bên Canada đó, mùa đông á, trời lạnh, có thể có những ngày tuyết rơi 20-30 cm, hoặc là có những ngày lạnh âm xuống hơn 30 độ, có khi 36 độ cũng có, âm, độ âm. Phó Hòa chiều có một thầy check thời tiết: thầy ơi, thứ hai thầy về -30 độ. Nó không sao, độ lạnh chào đón mình về. Thưa đại chúng, mùa đông tới là dân Canada phải chuẩn bị. Thứ nhất là phải mướn người tới clean up cái lò sưởi trong nhà, thay những cái lưới, cái filter của lò sưởi. Những cái chiếc xe cũ hay là chiếc xe mới gì, nhưng nếu cái bánh xe đó không phải là loại bánh xe lái vào tuyết vào mùa đông thì phải có chương trình đi thay bánh xe. Còn những người mà xe cũ, trên xe họ phải có cái đèn cầy, thậm chí phải có thêm cái sleeping bag. Tại vì sợ chết xe dọc đường, hít không có, thì mình đốt đèn cầy lên sưởi ấm đỡ dọc đường, nhất là những lúc ở freeway, đường xa, có cái mền quấn cho mình ấm. Mùa đông trong xe ai cũng phải có cây cào tuyết trên xe. Xe nào cũng phải có, bởi vì tuyết mà nó rơi một đêm sáng ra đi làm rồi làm sao, cho nên phải có cái cây quét tuyết rồi cào những cái đá mà nó bám ở trên tấm kính đó, rồi mở sưởi, rồi thậm chí phải có chuẩn bị sợi dây điện để ghim điện xe vào những mùa đông lạnh, những ngày lạnh, để mình coi máy ngày mai nó không nổ xe. Lo xa đó. Viễn lự giả an, lo xa là được an. Vô lự giả nguy, người không biết lo là nguy hiểm. Cho nên quý vị thấy một gia đình mà chồng không lo gì hết thì vợ phải lo, mà nếu hai vợ chồng cùng không lo thì sao? Nguy. Cái gia đình nó nguy. Mấy đứa nhỏ nó học hành sao cũng biết, nó ăn cơm chưa cũng không hay, nó có nhà không cũng không biết, thì làm sao kêu cái gia đình? Thật nếu mà mình đi làm về, mình phải make sure con mình có nhà. Nó chưa về nhà, nhắn tin cho nó: con về chưa? Mình gửi cái sự quan tâm để làm gì? Để con nó feel ấm, nó cảm nhận cái sự ấm lòng là cha mẹ quan tâm. Mình biết nó đi ăn rồi, nhưng mà nếu nó về mình hỏi con ăn gì chưa, con có cần ba nấu gì các bạn không, đừng giao đó cho mẹ không. Thỉnh thoảng ba phải nói cái đó để cái sự ấm êm trong nhà nó có mặt. Mình tu là cái gì? Nếu cái gia mình, gia đình mình mà không an thì làm sao mình an ở chỗ khác? Mình đi chùa mình làm công quả quá trời mà về nhà mình không có công, toàn là quả không, đâu có được. Cho nên làm công quả chùa cũng phải làm công quả nhà. Công quả nhà là mình làm sao chăm sóc chuyện gia đình. Đó là có cái nhìn, có cái tư duy. Cái công việc mình làm nó cũng phải có cái độ lượng, nó phải có cái trật tự trong đó. Kiên trì, nhẫn nại. Không có việc gì làm mà không kiên trì, không có việc gì thành tựu mà không có sự nhẫn nại. Kỳ này Pháp Hòa đi, tại vì Pháp Hòa nhận lời mời là chính yếu là cuối tuần thôi,
Rồi xong rồi các chùa hay tin liên lạc đó, bắt đầu cho chùa này vô, cho chùa kia vô. Ê, mình đưa vô xong cái ta đi bút ho hết trơn, giờ đổi không được. Ai thấy cái lịch Pháp Hòa đi cũng nổi sao kỳ vậy, thầy đang đi cái này cái thầy chạy xuống đây, rồi lát cái thầy đảo xuống đây, có lát thầy quay lên đây, mà hôm nay cứ đi vậy đó. Mấy ngày nay cứ đi vòng vòng vậy đó, ai thấy cái lịch đi cũng thích cười. Bữa phó thầy thượng tọa trụ trì phó ấn mà nói thầy, con chỉ còn ngày thứ sáu thôi, bonus tối nay. Cho nên á, cái ông gì, ông Gia Cát Lượng ông cũng nói một câu tiếp: thiếu tráng bất nỗ lực, lão đại đồ thượng bi. Lúc trẻ không có lo nỗ lực, lúc già ngồi rầu rĩ, phải không? Thành thử ra bây giờ mình nỗ lực ngoài cái công ăn việc làm đời sống, phải nỗ lực tu. Già rồi á, muốn tu cũng được. Giờ bây giờ già có thời gian, nhưng mà ruột ruột lại không có cái khác, bất quá chỉ có thời gian thôi. Còn giờ á, không có sức khỏe, không có trí nhớ, cái gì nữa, không có đủ nhẫn nại, rồi thậm chí là mình không có đủ cái sự phát tâm. Có nhiều khi càng lớn tuổi lại càng chấp trước, khó khăn, sợ chết, tiếc tiền. Lúc trẻ không có mấy cái tánh đó, nhưng mà sao già có. Cái đó không phải gì hết, tất cả đều do cái thân tâm lý sinh lý nghiệp lực của mình nó phối hợp hết rồi. Cho nên từ lúc mình trẻ mình lo. Cho nên thiếu tráng bất nỗ lực, lão đại đồ thường bị thường đi. Lúc trẻ không có nỗ lực thì già cả sẽ bị lo lắng. Ví dụ như giờ mình đã lo chuẩn bị để dành tiền, già đâu lo. Cho nên á, người muốn có cái độ lượng phải học cái tầm nhìn, phải học cái công việc độ lượng, rồi phải học ăn nói. Đức Phật dạy trong kinh đó, có ba dạng người nói chuyện: nói như phân, nói như hoa, nói như mật. Là Phật mới giải thích thế nào gọi là nói như phân. Nghĩa là có những người á, chuyện có nói không, chuyện không nói có, dựng chuyện. Rồi có những người thì bên cạnh đó rồi nói ác ngữ, chửi rủa, mắng xả. Bên chuyện đó rồi là gì, đâm đầu này, thọc đầu kia, nói toàn là những việc hại người, không có một chút gì gọi là thánh thiện. Thì lời nói đó như phân. Thế nào gọi là lời nói như hoa? Là người đó nói ngược lại hết. Thay vì họ nói dốc thì họ nói chân thật. Thay vì họ nói lưỡi hai chiều, đâm bì thóc, thọc bì gạo thì họ nói lời hòa giải thương yêu. Thay vì họ nói những lời gọi là chửi rủa mắng nhiếc thì họ nói lời hiền lành. Thay vì họ nói những lời vô ích thì bây giờ họ tập nói lời vô ích. Đó là nói như hoa. Nhưng giờ này cao hơn nè, nói như mật. Nghĩa là có những người họ nói chân lý, nhưng mà trong cái chân lý đó có cái uyển chuyển, có cái nhẹ nhàng, có cái thẩm thấu. Ví dụ mình nói thật, nhưng mà trong cái thật đó có tư duy, có quán chiếu, có biết dùng từ, có biết lựa lúc nào nói. Có nhiều người cũng nói thẳng lắm, mà điều họ nói không có sai. Họ nói không có sai nhưng mà nói đúng trật lúc. Thì nói trật lúc thì sao? Người ta không dễ dàng tiếp nhận. Thì thôi thiếu khéo đi, bất quá là được cái hoa. Thí dụ như mình có cái hoa là đẹp rồi, nhưng mình biết cắm nữa, biết trang trí nữa thì cái hoa nó tuyệt vời hơn. Chúng ta biết nói chuyện và nói rất đàng hoàng, nhưng nói đúng lúc, nói có sự gọi là chi tiết, mà nói đúng việc đúng người thì cái lời nói đó tốt đẹp hơn.
bên cạnh đó, chúng ta nếu không có cái học tập biết gì, cho nên không thể không nghe pháp. Phật tử là một phần trong cái công việc chúng ta làm mỗi ngày là cố gắng nghe pháp. Quý vị nghe nhạc cũng không có sao, quý vị nghe đọc truyện ma cũng không sao, nhưng mà hễ đọc truyện ma nhiều thì trong lòng mình toàn chuyện ma để kể. Đọc cái gì thì nó thấm cái đó, mà thấm cái đó đụng chuyện thì nó phát cái đó. Còn bây giờ nếu chúng ta đọc nghe pháp thì cái pháp nó thấm vào trong tâm mình, thì bất cứ việc gì mình xảy ra thì mình lại có cái pháp nó đỡ, nó chở, nó che cho mình, đỡ lắm. Và đó chính là cái cách duy nhất để cách mà làm sao giúp cho chúng ta tăng trưởng trí tuệ hiểu biết. Bên cạnh nghe pháp rồi chúng ta ứng dụng, nhưng mà tất cả mọi cái hành động, cái lời nói, từ cái cách, cái chuyện phát tâm nghe giáo pháp của chúng ta. Cũng là ông Khổng Minh Gia Cát Lượng, ông nói: phi học vô dĩ quảng tài, phi chí vô dĩ. Người mà có học rộng thì tăng trưởng được cái tài, mà không có ý học hành thì không thể thành tựu. Nếu mình chịu khó mình học thì mình sẽ có được cái sự thành tựu nhờ cái sự tư duy của mình. Đừng có nói chi mà cao siêu, nổi bây giờ đại chúng cái nhìn lại cái đời sống hàng ngày, từ cái cửa tiệm của mình, từ cái gia đình của mình, từ cái cách mình hành xử trong đời sống hàng ngày, có phải những cái này đều là những cái cơ bản để thành tựu đời người không? Để thành tựu một cái gia đình hạnh phúc, để thành tựu một cửa tiệm hài hòa, mình làm chủ, nhưng mình biết nhún nhường, biết lân mẫn, thậm chí biết người này không thích người kia, cũng không có nói tới nói lui, mà lúc nào cũng tìm những cái câu nói để làm sao hàn gắn. Thưa đại chúng, Pháp Hòa thưa thật với đại chúng là Pháp Hòa toàn là phần lớn là nhiều khi trong cuộc sống hàng ngày phải làm vậy không? Mình biết cái người kia họ nói cái người nọ câu đó, cái ý đó, nhưng mà khi mình có phải nói lại không bao giờ dám nói như vậy, mà phải nói những lời như thế nào để họ đừng có sanh cái tâm phiền não với nhau nữa. Đau, nghĩa là đau khổ đã nhiều rồi, đắng cay và mệt mỏi, cuộc đời này nó nhiều cái đắng cay đau khổ rồi, mệt mỏi lắm, cho nên mình đâu có muốn mệt mỏi nữa chứ. Vì vậy qua cái câu chuyện của cái anh người xót vé xe, thì chúng ta nghe xong câu chuyện thì chúng ta thấy rằng cái hành động anh là hay, nhưng cái hay nó không thể tự nhiên mà nó phát. Nếu anh không có tư duy, nếu anh không có cái tầm nhìn, không có cái cách nói để cảm hóa người ta. Quý vị thấy anh nói không? Thưa quý vị, chỉ còn mấy phút nữa thôi là chúng ta sẽ đi vào một tầng hầm không có đèn tối. Tôi biết cuộc đời này, cuộc sống hiện tại đang rất khó khăn, nhưng đừng vì khó khăn đó mà chúng ta làm lỗi, mất tư cách. Ở tù 2 năm chi cho nó không đáng với cái chuyện nhỏ mình làm. Mình phải có cái cách nói như thế nào để mà mình cảm hóa người ta. Tư duy là một, lòng mình muốn là hai, nhưng cái cách nói nó quan trọng lắm. Cho nên thưa đại chúng, Pháp Hòa hay nói, chia sẻ với đại chúng: của cho không bằng cách cho, điều muốn nói không bằng cách mình nói. Nhiều khi một cái chuyện mình muốn nói nó rất đơn giản, nhưng mà không biết cách nói, thành ra biết điều, thành ra chuyện lớn. Có không? Trong cuộc sống quý vị đã thỉnh thoảng có từng gặp những cái chuyện vậy không? Chuyện rất nhỏ mà không biết nói làm sao hồi thành ra chuyện lớn, gây gỗ, xích mích và thậm chí hận thù nhau, mà lẽ ra hồi nãy không có. Hồi nãy rất đáng răng, rất vui vẻ. Cho nên người ta hay nói, nghĩa là mỗi một con người là cần, chỉ cần 3 năm là biết nói, nhưng mà phải suốt đời để học nghe.
Tại vì cái nghe nó khó lắm. Cái cách truyền đạt, mình nghe xong rồi mình phải truyền đạt lại. Cho nên tu Phật không phải là chúng ta chỉ nói những điều lý thuyết, mà chúng ta biết ứng dụng lời Phật trong cuộc sống hàng ngày. Và mình làm sao mình phải thấy rằng giáo lý hay là Phật Pháp nó không có rời trong cuộc sống của chúng ta, nó ngay trong cuộc sống của chúng ta, không có xa đâu, ngay trong cuộc sống của chúng ta. Từ quý vị cứ kiểm coi, mỗi ngày mình ăn nè, nói nè, mặc nè, đi nè, ngồi nè, đó, những hành động đó, mà có cái nào mà Phật đã chưa từng giải thích hướng dẫn chúng ta không? Về thân chúng ta có ba việc, Phật cũng dạy mình tu thân, Phật dạy mình tu khẩu, Phật dạy mình tu ý. Mà tất cả những cái hành xử của mình, thiện xấu, cũng đều ba cái này thôi. Hễ nghĩ bậy là nói bậy, làm bậy, nghĩ đúng thì nói đúng, làm đúng. Vì vậy cho nên cái quan trọng là chúng ta trước khi nói có suy nghĩ, trước khi làm có suy nghĩ, mà cứ tập mỗi thứ một chút, mình trở thành là một người đại nhân. Trong kinh hay trong sách xưa hay gọi đại nhân. Đại nhân đâu phải ông bự, ông phải đâu phải ông có cái tướng to kêu đại nhân đâu, mà cái đức, cái hạnh, cái cách hành xử rất là đại nhân. Thì mong rằng qua cái câu chuyện nhỏ này, rồi chúng ta từ đó chúng ta rút tỉa kinh nghiệm để làm sao trong cuộc sống của mình, dù là vợ, là chồng, là nam, là nữ, bất cứ ai trong chúng ta đều cũng muốn trở thành những người sống mà thành tựu được đời mình. Mà thành tựu được không phải ở tài năng, mà ở do cái lòng độ lượng, cái cách sống của mình. Cụ Nguyễn Du cũng nhắc chúng ta rồi, có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần. Nếu mình có tài mà mình ý cái tài mình thì không nên, thấy không? Trong một cái bài sám chúng ta tụng cũng có câu vậy đó. Gương lưu người đời sớm phải tri cơ, gương lưu vì bụi, trăng mờ vì mây, chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy chẳng tài tu tâm. Đường mê xin chớ bước lầm, não phiền cũng bởi thân tâm của mình. Vượng còn biết mến trăng trong, người sao vào chốn bụi hồng mà chỉ. Hãy theo chánh lý mà suy, xét cho thấu đáo vô vi đạo thường. Tu hành sớm tối lo lường, đừng ham những cảnh vô thường thế gian. Cho hay hoa nở cũng tàn, pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Pháo mà nó kêu lớn chừng nào á thì cái xác nó nhuyễn chừng nấy, người mà nổ chừng nào á thì dễ tiêu lắm đó. Cho nên mình không muốn mình trở thành một người mà chỉ có sấm mà không có mưa nha. Người mà chỉ có sấm mà có mưa thì chẳng khác nào người gì, nổ mà không làm. Còn nếu mà người làm mà không có nổ thì là có mưa mà không sấm. Làm mà không cần phải khoe khoang gọi là mưa mà không sấm, nghĩa là làm mà không cần nổ. Còn có người á, có làm có nói thì là có sấm có mưa. Còn người không làm mà cũng nói thì là cái gì? Không sấm không mưa. Đó là một câu chuyện nhỏ. Từ câu chuyện nhỏ đó là Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng những cái nhân để có được cái quả. Cái quả là một người độ lượng, biết tư duy, nhưng mà cái nhân của nó là gì? Nhìn xa thấy rộng, học hành, làm việc, nói năng, tất cả những cái đó nó gom lại để nó nói lên một con người độ lượng. Cảm ơn đại chúng. Bây giờ ở đây có mấy câu hỏi thì Pháp Hòa xin dừng ở đây.
để rồi chúng ta trả lời câu hỏi. Quý vị ráng chút nữa nha, lỡ rồi. Con mê thầy giảng pháp lắm, hôm nay con mới được gặp mặt thầy ở ngoài đời. Con có câu hỏi cho thầy là tại sao con hay nằm chiêm bao, thấy áo cà sa vàng, đó là ý nghĩa gì? Có gì đâu, chắc Phật biểu mau đi tu đi. Thưa đại chúng, sẵn đây Pháp Hòa giải thích một chút. Cà sa đọc đúng là ca sa. Chữ ca sa là tiếng Phạn. Cái nghĩa của chữ ca sa không phải là cái áo, không phải là cái y, mà nó nói lên cái màu sắc thôi. Ca sa chúng ta dịch là hoại sắc, bất chánh sắc, nghĩa là cái màu này nó không có chánh, nó không là trắng, là đen, là đỏ, là xanh, mà cái màu nó luốt vậy đó. Để biểu lộ lên gì? Nghĩa là người tu mặc cái màu xấu. Đồng thời cái màu đó tượng trưng cho đất, mà đất là tượng trưng cho nhẫn nhục. Cho nên tất cả chư tăng Phật giáo trên thế giới này đều mặc chung một màu, đó là màu vàng. Nhưng mà rồi tùy mỗi quốc gia, tùy mỗi cái văn hóa của các nước mà người ta thêm một chút những cái màu khác. Ví dụ qua tới Việt Nam, Trung Quốc, chúng ta lại thêm màu lam, màu nâu. Rồi đi qua các cái nước Miến Điện thì bắt đầu cũng là vàng, mà vàng nó hơi đỏ đỏ. Ví dụ vậy. Tất cả cái đó là tùy vào cái quốc gia, cái văn hóa của mỗi nước. Nhưng cái chính yếu tất cả cũng đều được gọi là ca sa, nghĩa là màu không có chính sắc, màu không có chính thức. Và cái ý nghĩa của nó là gì? Là nhẫn nhục chịu đựng. Nói chung cái nghĩa chính của ca sa là nhẫn nhục chịu đựng. Vì đất á, người ta đổ nước sạch vào, đất cũng tiếp nhận. Người ta đổ nước dơ vào, đất cũng tiếp nhận. Có phải không? Thì từ cái tiếp nhận đất sạch nước dơ đó, nhưng đất đâu có giữ đâu. Nếu mà đất giữ là ngập lụt. Cho nên đất bốc hơi để thành mây, để rồi đất vẫn là khô cứng, xanh xôi, thấm nước, nhưng mà nuôi dưỡng cây, để rồi bao nhiêu cây cỏ được mọc lên từ đất. Cái tâm của mình cũng vậy. Người ta khen, người ta chê, người ta đổ bao nhiêu cái khen chê vào đất đó, nhưng đừng để nó như vậy, nó khổ, nó ngập lụt. Người ta tưới như vậy để làm cho cái đạo hạnh mình mỗi ngày mỗi tăng trưởng. Người ta chê để cái tâm nhẫn nhục mình được khá hơn, thấy không? Rồi người ta khen mà mình sống theo nó đó, mà mình quên tư duy, thì mình cũng là một cái cây mọc lên mà nó không có chừng. Cho nên tất cả những cái gì người ta đổ vào trong đất thì như nước vậy đó, nước nhận rồi nuôi dưỡng có cây. Tâm của mình cũng vậy, người ta đổ vào trong tâm mình cái gì, người ta nói cái gì, nhưng mình biết nghe, thì tất cả cái đó là sự chuyển hóa của mình. Cho nên ai nói mình hay dở, ta khoan vội trách phiền, ta khoan vội trách hờn, khen chê là bài học cho mình sống tốt hơn. Đó là nghĩa của chữ ca sa. Và bây giờ cô Phật tử với chú Phật tử gì đây, thấy áo ca sa, nếu mình nhìn ra được sự nhắc nhở, mình phải tu tập cũng tốt. Nghĩ rằng Phật nhắc nhở mình học nhẫn nhục nhu hòa cũng tốt. Nói chung là thấy cái chim bao tốt chứ không phải là điều xấu. Ai cũng chim bao, nhưng mà có người ta gặp bị rượt đánh, bị giật nợ, vân vân. Còn mình được gặp áo ca sa tốt. Thưa thầy, con không biết kiếp trước đã làm gì sai mà kiếp này ai mượn tiền của con đều không trả. Là khổ không? Ai mượn đâu hỏi em. Thí dụ
người ta mượn tiền mình mà người ta không trả đi, thay vì mình ngồi mình buồn phiền mình nói thôi, mình tính nhân quả đó, thì mình nói là chắc kiếp trước mình mượn của người ta mà may phước kiếp này có để trả. Chứ rủi khi mà mình nợ người ta mà mình lại không có tiền mà còn bị quỵt nữa thì còn khổ hơn. Còn lần này thôi kệ, mặc dù mình phải trả cho người ta mà may là mình có để trả, còn thủy chung đã nợ là phải trả, không trả kiếp này cũng phải trả kiếp khác, y chang như em thôi. Em hứa tới đó giảng rồi, em không đi năm này cũng phải đi năm khác, thọ réo hoài đến khi nào mình tới thì thôi. Mình nợ thì mình phải trả vậy thôi. Nhưng mà mình nhớ rằng nếu mình cứ ghim người ta thì mình giống như là cái người tương tư người nợ vậy đó. Thôi hoan hỷ trả và cũng thấy rằng mình có cái phước, có của để trả. Trời ơi, câu này mới khủng hoảng hơn. Ghen với thầy, thầy nói nhiều ai cũng phục, khi con nói vợ con la con nói nhiều. Này mắng vốn không? Cái này Pháp Hòa không có phải chê nha, nhưng mà Pháp Hòa ví dụ thôi. Mình tu là mình phải học cái câu của Ngài Trần Nhân Tông ha. Trần Nhân Tông học cái câu này từ Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Mà Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ tức là anh ruột của Hưng Đạo Vương Trần Hưng Đạo. Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, Ngài tên thật là Trần Tung, anh của Trần Hưng Đạo, mà là thầy của Trần Nhân Tông. Thì khi mà Ngài Trần Nhân Tông học đạo với Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ thì Ngài Tuệ Trung dạy câu này: phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Nghĩa là mình quay lại chính mình, soi xét lại chính mình là điều cần thiết và quan trọng hơn, mà không phải từ đâu tới. Bất tùng tha đắc nghĩa là không từ bên ngoài hay từ người ngoài mà có được. Ở đây là mình nói chung cũng nhờ câu hỏi này thôi, chứ không phải mình nhờ câu hỏi để mình có chuyện mình nói. Nghĩa là khi cuộc sống nó có những cái bế tắc thì chúng ta nhìn lại mình, mình đã như thế nào để sự việc nó như vậy. Chứ còn sự thật thì cuộc đời này không có gì mà nó không mặc được do một việc hết. Nó phải có nhiều cái yếu tố chứ. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ là quý vị muốn xây dựng hạnh phúc gia đình thì nói thôi thương nhau là được rồi. Dạ đúng, cơ bản vẫn là phải thương nhau mới có thể ở chung sống chung. Nhưng nếu muốn xây dựng hạnh phúc, giữ vững hạnh phúc, không phải thương không là đủ, mà phải hiểu nhau. Hiểu nhau không chưa đủ, phải cái cách nói chuyện với nhau nữa. Cách nói không chưa đủ, phải cách hành xử với nhau nữa. Rồi cách hành xử với nhau, thương nhau không chưa đủ, phải đối xử với gia đình hai bên nữa. Có nhiều khi hai vợ chồng thương nhau nhưng mà lại đối xử với mẹ vợ hay mẹ chồng không tốt, thì có phải làm cho chồng mình hay vợ mình đứng giữa khổ không? Thành thử ra xây dựng hạnh phúc cho cá nhân mình, nhưng mà những bà con quyến thuộc cũng quan trọng lắm. Tại vì mình không khéo sống á, thì mình làm cho cái người thân mình ở giữa khổ. Nói ra thì nói gì giờ? Hễ mà nói mẹ thì mẹ la, mẹ nói mày sợ vợ mày, mày la tao. Mình nói thì vợ giận, cho nên rất là khổ. Cho nên mình phải có cái nhìn xa rộng để thấy thông cảm được vợ mình, chồng mình. Rồi vợ chồng sống, mình muốn làm hạnh phúc cho nhau thì mình phải tôn trọng người thân của nhau để không làm cho nhau khó chịu, đứng ở giữa khổ. Tới đây mình cho nên là bất tùng tha đắc, không từ đâu mà đem vào, mà từ cái cách sống thấy gần thấy xa, biết quán chiếu để chúng ta hành xử. Muốn xây dựng hạnh phúc, bắt đầu lập gia đình để xây dựng hạnh phúc. Và nếu mà chỉ xây mà không giữ thì không được, cho nên giữ hạnh phúc. Mà muốn giữ hạnh phúc thì phải nhiều yếu tố, chứ làm sao được. Cho nên một giống y một ngôi chùa thôi, chùa là phải có trụ trì, phải có tăng. Mà nếu mà tăng ở trong chùa mà không ai tới hết, tăng độ ai?
phải không? Rồi không ai yểm trợ hết thì làm sao cái đạo tràng đó nó thành tựu được? Cho nên nhiều yếu tố lắm. Rồi bản thân ông thầy cũng vậy, đâu phải chỉ cạo đầu mặc cái áo rồi thành ông thầy. Nếu ông thầy đó không học, không tu, không học thì không biết gì hết, mà không tu thì tuệ trí nó không có, đạo lành nó không có. Thành thử khi ta vô ta hỏi chuyện, mình không biết chuyện gì để nói. Có cái ông đó, ông vô nghe ông thầy đó giảng, ông thầy ông nghe vậy, cậu cô đó cũng tới chùa, cổ học đạo mà. Thầy trụ trì đi vắng, thầy trụ trì nhờ ông vô coi chùa giùm. Ông nghĩ coi chùa thôi, ai ngờ đâu bữa nọ có cái cô đó cũng vô, cũng xin học đạo. Cô nói dạ bạch thầy, xin thầy giải đáp cho con Phật là gì. Trời đất ơi, ông biết gì đâu trả lời. Thôi ông quyết định ngồi im lặng, đừng trả lời, để bà chán bà đi. Ai ngờ đó bà quỳ xuống, bà lại hì hục. Ô con biết rồi, Phật là người là thinh không có nói. À, Nam Mô Di Đà Phật, xin thầy giảng cho con biết Pháp là gì. Ông nói trong bụng, trời ơi Phật tao nói ổn rồi, mày hỏi tới Pháp chắc chết quá. Ông nhìn tới nhìn lui coi cái cửa nào để chạy cho nó lẹ. Bà quỳ xuống bà lại, bà nói Mô Phật con hiểu rồi, Pháp là everywhere. Pháp là lời dạy, ở đâu cũng có Pháp. Dạ dạ thưa thầy, cho con hỏi câu nữa, Tăng là gì thưa thầy? Ông xỉu cái rầm. Bà quỳ xuống bà lại, bà nói trời ơi Tăng là người buông xuôi tất cả. Không học đạo đó nha. Mình không học là không biết, mà không biết thì không có cái gì. Cho nên biết mà phải biết đúng được. Biết mà phải biết đúng nữa. Chứ quý vị thấy có nhiều người trên đời này, ta cái gì ta cũng biết phải không? Nhưng mà ta biết nó không đúng, mà không trúng thì nói trật. Mà nói trật cái chuyện nó đâu phải lan một người đâu, lan hai người, lan ba người. Đấy. Hồi nãy liếc sơ qua thấy trong này là có nhiều cái biết lắm đó. Cái gì cũng biết hết mà. Rồi bây giờ đây mà hết biết nè. Cho nên thưa đạo hữu là cảm ơn câu hỏi, để cho chúng ta có cơ hội chúng ta nói cái chung. Khi sự việc nó xảy ra, chúng ta hãy nhìn lại. Nhìn lại sự việc nó như thế nào. Có thể do chúng ta sống, chúng ta nói, cái message chúng ta nói ra nó chưa trọn cái ý nghĩa, thì làm cho người khác dễ hiểu lầm. Còn phần của cô vợ thì ráng mở lòng ra nghe, để em đỡ mắng bị mắng vốn. Em đỡ bị ghen. Ghen với thầy mới ghê. Ở Mỹ, dỗ cha mẹ nên chọn ngày dương lịch hay âm lịch để con cháu có thể nhớ. À, sẵn đây Pháp Hòa cũng nói sơ thôi. Vừa rồi có một câu hỏi. Câu hỏi là trước Phật, là trước khi chúng ta xài dương lịch, xài lịch gì? Thưa đại chúng, con người có ba loại lịch, nhưng mà cái lịch phổ thông nhất là âm lịch và dương lịch. Âm lịch là người ta lấy cái trục, lấy cái ý là mặt trăng đi vòng trái đất, để người ta tính tháng, tính ngày, rồi để gọi là âm lịch. Giống như mình gọi âm lịch là tại vì mình lấy cái mặt trăng, cái chu kỳ quay của mặt trăng để làm năm, làm tháng, làm ngày, chúng ta gọi là âm lịch. Còn dương lịch á, là người ta lấy cái mặt trời đi vòng cái quả đất, mà một vòng mặt trời mà đi vòng cái quả đất như vậy đó là tổng cộng là 365 ngày, 5 giờ 48 phút 46 giây. 365 ngày dư 5 giờ, dư 48 phút, dư 46 giây. Nhưng mà người ta lấy chẵn, cho nên người ta mới lấy 365 ngày gọi là một năm. Trong 365 ngày đó, quay như vậy đó, nó có chia đều ra thì nó thành ra 12 tháng. Rồi cái nào mà dư ta cộng lại, cho nên thỉnh thoảng 4 năm chúng ta có một năm nhuận, có tháng nhuận, đại ý là như vậy. Thì trước khi xài dương lịch thì người ta xài âm lịch. Người Việt mình, người Hoa, người Hàn Quốc, người Nhật Bản ngày xưa
đa số Á Đông chúng ta xài chung một lịch, đó là âm lịch. Sau này bắt đầu thế giới văn minh rộng lớn hơn thì bắt đầu tất cả cùng xài dương lịch. Nhưng người Việt mình cái thói quen rồi xài âm lịch, cho nên mấy cuốn lịch của mình phải in đủ hai ngày dương lịch và âm lịch. Chứ thật sự ra để cho gọn gàng gọi là dễ nhớ thì chúng ta tất cả dùng dương lịch hết, nhưng mà mở ngoặc cái ngày âm lịch để làm chi? Cái quan trọng là cái phổ thông chứ không phải là cái không phổ thông. Cho mình xài dương lịch là cái tính chất phổ thông. Ví dụ như chùa thông báo lễ lúc nào cũng nói dương lịch trước. Nhưng mà xin sẵn Pháp Hòa cũng nhắc luôn, chúng ta không viết chữ Chúa Nhật mà chúng ta phải viết chữ Chủ Nhật. Chủ Nhật là cái chữ chung để chúng ta dùng, Chúa Nhật là bên Thiên Chúa Giáo Công Giáo người ta dùng. Tất cả phổ thông chúng ta dùng Chủ Nhật. Hôm nay là ngày Chủ Nhật mấy tay chứ không phải là Chúa Nhật mấy tay. Thì để cho con cháu được thống nhất và ghi nhớ, quý vị có thể chọn ngày Tây. Và đồng thời nếu như mình thấy ngày giỗ của ông bà nhiều quá, dù mình dùng dương lịch nhưng cũng quá nhiều để con cái nó hơi bận rộn trong công việc, không về thì khó chịu mà về thì công ăn việc làm sao đây. Cho nên Pháp Hòa cũng đề nghị thêm, quý vị nên chọn một ngày giỗ chung, chúng ta gọi là hiệp kỵ, giống như các chùa vậy đó, Tết cho làm lễ hiệp kỵ, Vu Lan hiệp kỵ là giỗ chung. Thì gia đình chúng ta cũng nên có một ngày giỗ chung để cho con cháu đồng nhớ. Mà Pháp Hòa luôn đề nghị là ngày lễ tạ ơn, Thanksgiving. Mỹ là tháng 11, Canada tháng 10. Cũng hai nước tổ chức hai cái lễ tạ ơn, nhưng Canada là lễ tạ ơn tháng 10, Mỹ thì tổ chức vào tháng 11. Trước khi mình tiệc tùng gì đó, tổ chức buổi cơm cúng ông bà để cho con cháu quay về, vì đó là ngày nhớ ơn. Mà cái ơn trước nhất con người cần ghi nhớ đó là ơn ông bà tổ tiên cha mẹ của mình. Thì Pháp Hòa nói như vậy để cho đại chúng có cái khái niệm rồi mình quyết định. Dạ. Con xin thầy hoan hỷ giải thích. Có người đi chùa tụng kinh niệm Phật không cúng dường, một. Có người đi chùa lại Phật không tụng kinh hay cúng dường, hai. Có người chỉ cúng dường không tụng kinh hay niệm Phật. Có người chỉ phụ bếp không tụng kinh không niệm Phật không cúng dường. Có người đi chùa chỉ ăn thôi không tụng kinh niệm Phật không cúng dường. Có người không ăn, không cúng, không tụng kinh, không niệm Phật, chỉ đi vòng vòng. Vậy công đức của họ có ngang nhau không? Giống như cái menu vậy ha. Người nào mà, thưa đại chúng á, mỗi một việc mình làm, nó có cái tác dụng của nó. Nếu mình muốn mở mang trí tuệ, thì mình chịu khó đọc sách. Còn nếu mình chỉ thích vui vẻ thì mình coi nhạc vậy thôi. Thế mình thích cái gì mình theo đó, mà hãy theo cái đó thì cái đó nó tăng trưởng. Cái nhân sao thì cái quả nó vậy. Cho nên người cúng dường được phước có của, người đọc kinh niệm Phật được phước trí tuệ. Cho nên nếu mà nói về ngang thì cũng có thể, nhưng mà nếu mà nói về cái tác dụng thì nó khác rồi. Thí dụ bây giờ mình cúng dường thật nhiều thì mình được cái phước có của, nhưng mà bù lại mình không đọc kinh, đọc sách gì hết thì không biết gì hết, không có trí tuệ thì mai mốt chỉ có phước thôi. Nhiều tiền nhiều của mà không có trí tuệ để xài tiền, thành nữ ra xài tiền, có tiền nhiều là có phước, nhưng nếu có thêm được trí tuệ của phước nữa, phước của trí tuệ nữa thì sao? Biết cách xài tiền. Cũng giống như mình được cái phước là quần áo đẹp rất là nhiều, nhưng mà mình không biết, không có cái con mắt kỹ thuật, mỹ thuật, cho nên mình mặc vô ta nói trời ơi sao nó giống kẻ lương vậy. Nếu mình có quần áo đẹp mà biết mặc thì nó sang.
có tiền mà có của, mình có được cái phước, có tiền, có của, có vàng vòng nhưng mà không biết trang trí, không biết đeo thì ta nói mình nổ. Còn nếu mình đi tiệc nào, đi như thế nào, mình ăn mặc nó đúng thì người ta biết là mình có cái hiểu biết về ăn uống. Ăn uống cũng phải biết, có hiểu biết nha. Bày biện ra ăn sao ta nhìn ta biết. Quý vị biết người Mỹ dọn một bữa ăn quan trọng. Người Mỹ là một bữa ăn là muỗng nào ăn sức, muỗng nào ăn một cái dĩa thường, muỗng nào để ăn dessert, cây dao nào để chép bơ. Trên một bữa cơm một mì mà tây mà đúng nghĩa là dao nĩa cả đống trên bàn là gì? Cái người biết bước vào là sổ cái khăn ra, để khăn sao. Còn mình không biết á, nhét một túi, khi ăn xong lấy quẹt, lấy cũng được, có sao đâu. Nhưng mà người ta đang này không biết ăn kiểu Mỹ. Ví dụ vậy thôi. Cho nên không có gì lạ cả. Mình muốn cái gì thì mình theo cái đó. Còn thí dụ như giờ người mà đi không, người không ăn, không cúng dường, không tụng kinh, không niệm Phật, chỉ đi vòng vòng cũng được, thì mai mốt họ đảo vòng. Còn ai mà mấy thầy nghe giảng kiếm gốc cây nghe kêu đảo gốc. Nhân nào thì quả đó, vậy thôi à. Mình muốn sao mình làm vậy. Nói vậy khỏi có mít lòng. Cảm ơn đại chúng. À, trò xin có hai câu hỏi nhờ thầy từ bi giảng cho trò được rõ. Sâu chuỗi anh lạc vô tận ý Bồ Tát dâng lên Quán Thế Âm và bên sư và Đa Bảo Phật Pháp có ý nghĩa gì? Cái này là nói về cái phỏng phổ môn trong Kinh Pháp Hoa. Thì Kinh Pháp Hoa là một bộ kinh đại thừa có tổng cộng là 28 phẩm. Thì trong đó có cái phẩm thứ 25 là cái phẩm rất phổ thông đối với các Phật tử trong truyền thống Bắc truyền. Đó là phẩm phổ môn, là phẩm quý vị thường tụng trong các dịp lễ cầu an đó. Thì quý vị nhớ trong đó có một đoạn là khi mà Đức Phật khen Bồ Tát Quan Âm xong thì lúc đó có một vị Bồ Tát tên là Vô Tận Ý cởi một cái sâu chuỗi anh lạc trị giá ngàn lượng vàng dâng lên Quán Âm. Rồi Quan Âm có nhận không? Quan Âm không có nhận. Thì Vô Tận Ý mới nói là xin Ngài hãy thương hàng tứ chúng mà nhận. Thì Đức Phật Thích Ca cũng nói vô, nói ông nên vì hàng tứ chúng mà nhận. Thì khi Đức Phật nói xong thì Quan Âm nhận sâu chuỗi đó. Nhưng mà nhận xong rồi bỏ túi hay làm gì? Quan Âm nhận xong thì liền đem lên dâng cúng cho hai Đức Phật Đa Bảo và Thích Ca. Rồi thì giờ câu hỏi đó là ý gì? Trong Phật Pháp chúng ta có cái bổn môn, có cái tích môn. Trong Kinh Pháp Hoa đó, khi Đức Phật Thích Ca nói Pháp thì có một vị Phật xuất hiện để yểm trợ cho bộ kinh, cái lời giảng đó là Phật Đa Bảo. Như vị Phật Đa Bảo là tượng trưng cho quá khứ, còn Phật Thích Ca là tượng trưng cho hiện tại. Nếu như Pháp Hòa làm việc gì trong đời này mà Pháp Hòa được các bậc tôn đức, hòa thượng, thượng tọa, quý ngài lớn yểm trợ thì có phải là cái việc làm của Pháp Hòa nó được dễ hơn? Quý vị sẽ thấy rằng Đức Phật hiện tại nói Pháp mà Phật quá khứ xuất hiện để yểm trợ. Cũng giống như con cái đàn hậu học làm gì thì người lớn chở che, an ủi, nhắc nhở, giúp đỡ để cho người trẻ đủ cái niềm tin, cái niềm vui để phát triển. Đây là Pháp Hòa nói ví dụ ứng dụng trong Phật, trong cuộc sống của chúng ta. Cũng như vậy, Đức Phật Đa Bảo là tượng trưng trong quá khứ. Cái đó gọi là tích, là bản môn. Bản môn là gì? Là cái gốc của mình, là cái cửa gốc của mình. Còn tích môn là cái khởi điểm hiện tại. Nói cách khác là bản môn là nội dung, tích môn là hình thức. Hiểu ý không? Còn Đức Quan Âm trong phẩm phổ môn là tượng trưng cho hạnh môn. Nếu như mà chúng ta có cái gốc tu tập, hay là chúng ta làm một việc mà nó có cái nội dung, mà nó có luôn cả hình thức,
nó có luôn cái ý nghĩa mà nó có luôn cái sự ứng dụng, thì ba việc này nó rất là đẹp. Pháp Hòa ví dụ nè, mình gõ mõ thỉnh chuông, đây là nó thuộc về bản, nó thuộc về tức môn hình thức. Nhưng mà bản môn á, là mình muốn đem cái truyền tải cái lời kinh á, qua cái nhạc khí để làm cho người ta dễ nhận. Nhưng mà rồi á, lời kinh nhạc khí nó không tự trổ được nếu không có người sử dụng nó. Mà khi sử dụng nó phải biết thỉnh nó như thế nào để cái tiếng của nó làm cho người nghe mà người ta dễ chịu, thì cái này nó phát huy được cái tác dụng. Ví dụ như mình cầm cái dùi chuông lên, thì mình phải biết rằng trong chúng này bao nhiêu người, và cái chuông nó bao lớn, cái dùi nó bao to, và chúng ta sẽ sử dụng cái sức của mình để thỉnh một tiếng chuông phát lên, mà làm sao người ta nghe mà người ta lắng xuống, là mình có chuông, có người thỉnh, và mục đích của tiếng chuông, ba cái nó phối hợp lại trúng nghĩa. Giờ ý nghĩa mình muốn tỉnh thức người ta không sai, có cái chuông là quá tuyệt vời, nhưng chúng ta không biết cách thỉnh chuông làm cho cái tiếng chuông nó chát chuông. Cho nên nó tất cả việc làm gì nó đều có cái bổn và cái gốc á, nhưng mà nó phải phối hợp với cái hiện tại, cái hình thức là cái tức môn, và hành động của chúng ta gọi là hạnh môn. Ba cái: bản môn, tức môn và hạnh môn. Vậy thì Phật Đa Bảo là tượng trưng cho bản môn, Phật Thích Ca là tượng trưng cho tức môn, còn Đức Quan Âm là tượng trưng cho hạnh môn. Mà khi Vô Tận Ý dâng lên cái sâu chuỗi ngọc là biểu tượng cho cái gì? Sau khi nghe nói hạnh này rồi, con đủ niềm tin, con đủ niềm tin, con đủ vững chãi, con đủ thông cảm, con đủ hiểu biết để phát tâm. Bây giờ con muốn dâng cái gỗ quý, tức là tượng trưng cho cái tâm thành. Nhưng mà Đức Quan Âm nhận xong, Đức Quan Âm chia ra hai vị để biểu tượng cho gì? Bản môn, tức môn, hạnh môn, tuy ba chỉ là một. Cho nên Đức Quan Âm dâng không nhận là hạnh môn nhận, nhưng sau đó cúng cho bản môn là Đa Bảo, tức môn là Thích Ca. Trong cuộc đời này chúng ta làm việc gì, tuy nó có chia ra khâu này khâu kia, nhưng cuối cùng nó tổng về một chỗ là làm cho cái sự việc nó tốt hơn. Ví dụ ngày hôm nay MC làm việc của MC, âm thanh ánh sáng làm việc của anh âm thanh ánh sáng. Mỗi ban có cái việc của mình để làm, nhưng cùng một mục đích là làm gì? Để tổ chức một buổi tối hôm nay, có phải không? Cho nên tất cả hạnh việc làm có khác, hình thức nó có khác, công việc nó có khác, nhưng cùng chung một cái chỗ trở về. Cho nên Đức Quan Âm dâng lên cúng cái sâu chuỗi đó để biểu lộ rằng ba chỉ là một. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Dạ thôi, bây giờ mình còn câu hỏi nữa, nhưng Pháp Hòa xin dừng ở đây, tại vì trời đã bắt đầu lạnh và quý bác không thể ngồi lâu hơn được, đều sanh bệnh thì không nên. Thì chúng con xin phép là dừng ở đây để đại chúng có được nghỉ ngơi sớm. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho đại chúng được nhiều sức khỏe, bình an, gia đình hạnh phúc. Và đồng thời một lần nữa chúng con cảm ơn Thượng Tọa Trụ Trì Sư Tôn Đức Tăng đã mở lòng tạo duyên, cũng như tất cả quý Phật tử trong ban tổ chức đã chịu khó để tổ chức tối hôm nay. Đặc biệt là quý bác, quý cụ, quý Phật tử không có quản ngày trời lạnh và vẫn ngồi đây cho đến hết giờ. Thậm chí có những vị không có ghế ngồi mà phải đứng suốt buổi. Xin cảm niệm công đức tất cả. Chúc đại chúng luôn an lạc.